Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Và quý khán giả thân mến, chúng tôi rất hy vọng rằng quý vị đã có một tuần lễ thật là vui bên gia đình và những người thân của mình. Chủ đề tâm bi liên tục đã được gửi đến quý vị trong suốt những tuần lễ vừa qua. Và chúng ta đang trong tuần lễ vừa rồi đang được Ni sư chia sẻ và giải thích rất là rõ ràng về các đối tượng trong cái lúc mà mình mới đầu thực tập phát triển tâm bi mình nên hướng tâm tới. Thì có một cái điều thú vị rằng là mình cứ hay nghĩ rằng là tâm bi là hướng đến tất cả mọi đối tượng đang gặp khổ đau, hoạn nạn hoặc là đang gặp hoảng sợ kinh hoàng. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu chi tiết như vậy, mình mới thấy rằng mình còn có thể hướng tâm tới những người mà mình thấy bình thường họ cũng đang rất là khỏe mạnh, nhưng mà họ đang khởi tâm ác, tâm hại nè, hoặc là họ đang đi vào những cái con đường xấu nè, hoặc là kể cả những người rất là thâm tín tam bảo nhưng mà lại không có làm chủ được cảm thọ của mình, thì những đối tượng đó mình cũng nên gửi cái tình thương và cái tâm bi tới họ. Và liên tục cái chương trình Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay với đề tài tâm bi, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị là những cái lợi lạc khi mà một người thực tập tâm bi là như thế nào và vì sao lại gọi đó là một pháp môn của thiền. Xin mời quý vị đến với chúng tôi ngày hôm nay. Và dạ, con thưa sư, thì con cũng có được nghe sư giải thích cho tụi con đôi lần trong suốt những tuần lễ vừa qua rằng tâm từ và tâm bi là một cái phương pháp thiền, nhưng mà con thật sự là chưa có được rõ lắm. Tại vì con thấy cái sự khác biệt giữa một cái người thiền theo như con nghĩ là họ ngồi tĩnh lặng, rồi để cho ngồi tĩnh lặng có thể hít thở hoặc như thế nào đó để mà tâm thức được tỉnh táo và sau đó thì phát triển trí tuệ. Còn một người mà thực tập tâm từ, tâm bi thì con lại cảm thấy như là mình phải dùng cái tâm của mình để mình hướng tới một cái đối tượng nào đó, rồi mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó để mà nó phát khởi thành một cái hành động. Con cảm giác như là hai cái hình ảnh đó nó khác nhau quá. Dạ, thưa sư có thể giải thích cho tụi con hiểu. Nếu mà cái quan niệm của mọi người bình thường thì thiền là một cái gì đó nó rất là tốt đó, nó như là nó làm cho người ta, đầu óc của người ta được nhẹ nhàng, rồi thân thể được thoải mái đó. Thành ra khi mà mình nói mình ngồi thiền á, là mình ngồi bắt chân chéo lại, rồi mình ngồi mình yên tĩnh lắng hơi thở, vân vân đó. Thì trong cái quá trình mà mình ngồi như vậy, cái mình có cảm giác như là mình bị thụ động đó. Nhưng mà cho đến bây giờ khoa học cũng chứng minh là thiền nó có một cái tác động rất lớn đến sức khỏe của mọi người đó. Đầu tiên đó là ngồi mà mình thở vào thở ra đó, mình theo dõi hơi thở của mình, thì coi như là những cái tư tưởng tán loạn nó cũng lắng đọng đi. Và trong lúc đó thì những cái tư tưởng phiền, những tư tưởng giận, những tư tưởng mà lăng xăng nó cũng tạm thời nó lắng xuống. Nếu như thiền ở cái mức độ đó thôi đó, cái đó gọi là mức độ thấp nhất của thiền, đó là mức độ chỉ, tức là lắng đọng. Mà lắng đọng trong cái cấp độ thấp nhất làm cho mình có thể relax, rồi làm cho mình có thể thoải mái. Nhưng mà cái mức độ mà cao hơn của cái đó là cái mức độ chỉ đó, chỉ tức là ngừng lại. Thì nó còn, trong Phật giáo có một loại thiền gọi là thiền quán. Khi mà chúng ta thiền quán đó, có nghĩa là khi mà mình đã ngồi yên lắng đọng rồi, tư tưởng được gom lại một mối rồi, thì nó lại có một cái tác dụng là khi tư tưởng gom vào một mối thì nó lại có một cái tác dụng giống như là một cái ngọn đèn. Cái đèn mà nó nếu mà nó tỏa rộng quá thì cái ánh sáng nó không tụ lại một chỗ. Thì lúc mà cái đèn tâm của mình nó tụ lại một chỗ thì là lúc đó là lúc mà nó sáng nhất. Thì khi nó sáng nhất như vậy rồi á, thì cái người thực tập thiền mới hướng cái tâm còn đang rất sáng của mình vào những cái vấn đề, đó là những cái đề mục khác nhau. Thì trong trường hợp mà tâm bi đó, là mình rọi cái đèn tâm mình đến tâm bi để mình có thể nuôi dưỡng nó và phát triển nó rộng hết mức có thể, là gọi là vô lượng. Thì cái tâm mình bước ban đầu mà khởi động á, thì nó có hữu lượng, tức là nó có giới hạn.
Nhưng mà khi mà chúng ta đi tới nữa đó thì nó là trở nên vô hạn, thì nó vô lượng. Thì khi mình phát triển cái đề tài thiền, chính là đề tài của cái tâm đã được lắng động, đã được yên tĩnh, không có bị tán loạn bởi những tư tưởng khác xen vào. Và vì vậy nó cũng giống tác dụng của nó như là một ngọn đèn, mà hãy chiếu vào đâu thì chỗ đó nó rõ ra. Và trong trường hợp đó thì chúng ta nói là đó là tâm bi, cũng như từ bi, hỷ và xả, đó là những cái đề tài thiền quán. Yeah. Cái đó thuộc về thiền quán chứ không phải thiền chỉ. Thưa sư, thiền chỉ có phải giống như là người Mỹ hay thực tập nó như là yoga phải không ạ? Một cách để mà lắng động tâm cho khỏe rồi. Người thiền chỉ tức là sự lắng động tâm ý, là sự thư giãn, là sự thoải mái của thân trong cái động tác thiền. Đó, trong cái tư thế thiền đó, tĩnh, nói chung nó là tĩnh lặng. Còn thiền quán là sau khi tĩnh lặng rồi thì không phải để ngồi cái hưởng thụ cảm giác thoải mái an lạc trong thiền, mà là hướng tâm ý mình đến những cái đề mục mà nơi đó mình có thể ngộ ra. Tức là chỉ trong thiền, hoặc là thiền mà nó liên tục, thiền quán liên tục rồi, thì khi gặp vấn đề đó nào đó trong đời sống, mình nhanh chóng mình ngộ, tức là mình hiểu một cách thấu đáo và mình không bị vướng bận nó. Chẳng hạn như khi mà chúng ta hay nói từ vô thường, nhưng mà chữ vô thường đó, bình thường đó, thì là mình nghe nó bình vô thường là thay đổi, là biến dịch, là nó không có cố định, vân vân. Nhưng nếu mà chữ vô thường mà được quán trong thiền định đó, mà đông như là một đề tài thiền quán đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái vô thường này nó không chỉ là những cái sự thay đổi bình thường, mà nó là cả một cái bộ máy vận hành của vũ trụ. Và vì vậy cho nên á, khi mà mình quen với đề tài vô thường, mình sẽ không có mình sẽ có cái thái độ rất là cởi mở, tức là không có vướng bận quá nhiều, không chấp mắc cái gì quá nhiều. Bởi vì tâm là vô thường, cho nên nếu mà mình cứ chấp hoài thì mình khổ. Cho nên cái tâm mà không cần chấp vướng bận vào cái gì quá lâu chính là tác dụng của thiền quán. Dạ thưa sư, nếu như mà thiền chỉ tác dụng của nó là giúp cho tâm tư của mình được định tĩnh, thì thiền quán tác dụng của nó là khai mở trí tuệ, phải không thưa sư? Đúng vậy đó. Và nếu như mà được hiểu theo cái khai mở trí tuệ như vậy, thì con cảm thấy từ bi, hỷ hoặc xả nó lại thiên về, nó có cái thiên hướng về tình cảm, về tình thương. Và như vậy thì cái tình thương đó nó cũng đưa tới trí tuệ. Từ bi, hỷ, xả đó là bốn cái điều mà chúng ta nhìn ở góc độ đời thường, đúng, nó là ở cái góc độ tình thương. Bởi vì hễ nói từ bi là phải nói đến tình thương rồi. Nhưng mà nếu mình nói ở cái tác dụng của thiền quán là khai mở trí tuệ, thì ở đây khi mà tình thương của mình á, trí tuệ lớn bao nhiêu, tình thương sẽ lớn rộng bấy nhiêu. Nếu như mà mình không có dùng trí tuệ thì tình thương của mình nó sẽ rất là hạn hẹp. Thưa sư, đối với thí dụ như sơ cơ như con mà thiền chỉ là thấy khó, tại vì ngồi yên, lắng động, nhưng mà trong đầu nó nói lung tung, nó lao sao, thì làm sao tụi con đi tới cái bước thứ hai là, là thiền quán. Cái mức độ mà thiền quán đó là khi mà mình ngồi mà để cho đầu nó lao sao thì đó là chuyện bình thường. Nếu người ta ngồi vô mà chưa lao sao thì là công phu hạng, gọi là hạng cao rồi. Nhưng mà thiền á, ở cái mức độ mà đầu tiên là chỉ đó, là mình chịu khó, mình theo dõi hơi thở, chỉ cần một thời gian khá là không quá lâu, chỉ có thêm một sự nỗ lực thôi, thì những cái mỏi chân, những cái lắng đọng, những cái sao động của tâm ý rất nhanh đi qua. Thì nếu như vị nào mà kiên trì thì khoảng 30 ngày, ba hoặc là cao lắm là 5 tuần, thì bạn đã có thể là tạm thời lắng động để có thể đi qua quán được. Thưa sư, và như vậy thì cũng một chút xíu về, tụi con hỏi hơi nhiều về thiền, tại vì cái này con cảm thấy nó rất là gần gũi, và tụi con thì cũng rất là thích tìm hiểu về đề tài này mà nó lại liên quan tới từ bi, hỷ và xả. Thì con thấy là cái sự quán, phải chăng nó là khi tụi con quán về tâm bi thì có phải là tụi con hướng cái tâm mình tới để tháo gỡ tất cả những cái khúc mắc, đó là những cái chướng ngại mà do mình nổi sân, do mình không kham nhẫn được, có phải là mình nhìn thấy những cái đó rồi nó sẽ từ từ nó diệt đi để cái tình thương nó phát triển ra không, phải không ạ? Đó cả là một sự cố gắng đó, là
mới bắt đầu bạn vô thiền quán đó, đầu tiên mà bạn nghĩ đến đó là nguyên nhân mà mình trải đến đối tượng là mình phải trải từ từ. Là khi cái tâm bi của mình mà đối tượng mà trải tới đầu tiên là mình chọn đối tượng là lòng trắc ẩn của mình mà nó được phát triển. Thì nếu như mà mình chọn mà nó bị ngược đó, thì thì mình bị dội ngược lại, thành ra rất là khó mà phát triển tâm bi. Thành ra cái việc mà chúng ta ngồi thiền là để hướng cái tâm của mình soi lại, tức là dùng tâm mà nhìn vào tâm đó, để thấy là hôm mà cái này không phải chỉ có giới Phật giáo làm không, mà ngay cả các em nó cũng được học nữa. Đó là một ngày sau một ngày nó ngồi, nó sẽ ngồi nó kiểm soát lại thử cho trong ngày này nó làm được bao nhiêu điều tốt, rồi để mà đi tới, rồi bao nhiêu điều xấu cần phải ngừng lại. Thì đó là cũng là một cái sự dùng tâm để quán tâm. Nhưng mà trong cái quá trình thiền tâm bi thì tâm từ bi hỷ xả, thì là cái tâm của mình nó sẽ nhìn sâu hơn, nhìn một cách sâu sắc hơn, chứ không phải chỉ nhìn một cách hời hợt. Và quý khán giả thân mến, chương trình của chúng tôi xin được dừng trong ít phút cho phần thông tin thương mại. Và xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong ít phút nữa.